Xin chào anh em, tôi là Sang Vô Tu đây. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em về một cái câu chuyện người anh của tôi, một người anh của tôi, một khách hàng quen của tôi đã thăng tiến như thế nào từ một chủ tịch xã đã lên đến chủ tịch huyện, sau đó lên đến chủ tịch thành phố, sau đó đã lên bây giờ đã lên tới chủ tịch tỉnh rồi. Đấy, anh ta đã dùng những cái bí quyết gì để mà dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp như vậy, chỉ trong vòng 7 năm thôi anh em ạ. Chỉ trong vòng 7 năm đã thăng tiến từ chủ tịch xã lên đến chủ tịch tỉnh rồi. Đấy, và cái câu chuyện này là một câu chuyện có thật mà tôi với cả người anh đó đã ngồi nói chuyện với nhau rất là nhiều. Thì hôm nay mang ra chia sẻ cho anh em. Xin giới thiệu anh em, tôi là San Vơ Tu, tôi đã có 10 năm kinh nghiệm để bán những chiếc điện thoại Vơ Tu này giúp cho anh em có thể xây dựng lòng tin một cách dễ dàng và nhanh chóng, không cần mất nhiều lời. Đấy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em cái bí quyết để dễ dàng đạt được sự thăng tiến như thế, giống như anh bạn của tôi. Thứ nhất là chúng ta khi mà chúng ta muốn thăng tiến trong sự nghiệp ấy, thì đầu tiên việc quan trọng nhất là chúng ta phải xây dựng mối quan hệ thân tình và tin cậy. Và để mà xây dựng được mối quan hệ ấy, thì chúng ta phải chứng tỏ được bản thân. Thì cái điều đầu tiên mà anh em cần phải có đó là một chiếc điện thoại Vơ Tu như này. Không cần nhiều lời, các anh em chỉ cần có sở hữu trong mình chiếc điện thoại Vơ Tu chính hãng như này. Đấy, chính hãng như này thì anh em sẽ nhận được cái lòng tin của người khác ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì cái Vơ Tu này nó có một quyền lực rất là kinh khủng. Vơ Tu này không hề dành cho đám đông, chỉ dành cho những người thành công thành đạt thôi. Vì thế nên anh em dùng chiếc điện thoại Vơ Tu này đã thể hiện được bản lĩnh của mình rồi. Vì thế nên là người ta rất là tin tưởng. Đấy. Cái thứ hai mà anh em cần phải có ngoài Vơ Tu ra thì anh em cũng cần phải có một chiếc đồng hồ. Đấy, một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Đấy. Có thể là Rolex này, có thể là Patek Philippe này, hoặc là cũng có thể là những cái dòng đồng hồ như Hublot cũng được. Đấy. Các anh em cần phải thể hiện bản thân mình là người đáng tin cậy và là một con người đáng để người ta kết bạn với nhau. Và anh em cũng cần phải nâng cao tầm của bản thân mình lên để có thể là ngang tầm với cả những cái lãnh đạo ở trên để chúng ta dễ dàng tiếp cận và dễ dàng có thể làm quen được với họ. Đấy. Trong những cái buổi họp, những buổi gặp mặt, những buổi đi học cùng nhau là khi mà chúng ta có cái tầm đẳng cấp rồi thì chúng ta nói chuyện với nhau rất là dễ. Đấy, cái dụng cụ thứ hai anh em cần phải trang bị đó là một chiếc đồng hồ đẳng cấp. Cái thứ ba anh em cần phải trang bị đó là một chiếc xe ô tô đẹp và đẳng cấp để anh em có thể đưa các sếp đi đây đi đó trên một cái chiếc xe sang trọng như này thì nó rất là hợp lý và anh em sẽ xây dựng được lòng tin rất là nhiều. Đấy, ba dụng cụ thứ nhất là điện thoại Vơ Tu, dụng cụ thứ hai là đồng hồ hàng hiệu. Đấy. Dụng cụ thứ ba là một chiếc xe ô tô đẹp. Nhưng mà như thế chưa đủ đâu anh em ạ, chưa đủ đâu. Ba cái này rất là dễ kiếm, anh em chỉ cần bỏ ra một số tiền, ví dụ như đâu đó cái ô tô thì mình mua thì cũng không cần đắt lắm đâu, chỉ cần cái xe Mercedes cũ tầm 1 tỷ là ngon lành rồi. Đấy, một cái điện thoại Vơ Tu chính hãng nội vỏ thôi, giá nó khoảng tầm 25 triệu đồng một cái. Một chiếc đồng hồ Rolex thôi thì nó cũng chỉ khoảng tầm 350 một cái thôi. Thế là loanh quanh tầm tỷ rưỡi. Rất là rẻ mà không hề đắt đỏ. Anh em vẫn có điện thoại dùng, vẫn có đồng hồ dùng mà vẫn có xe ô tô dùng mà cái đồ đó không hề mất đi. Và khi mà anh em trang bị những thứ đó rồi, anh em cần phải lưu ý thêm một cái nữa là anh em phải liên tục cập nhật kiến thức. Anh em phải liên tục update chính bản thân mình thì lúc đó mới xứng tầm để anh em có thể biến mình từ một cái vị trí ví dụ như là chủ tịch xã có thể lên được chủ tịch tỉnh. Sau đó một cái điều rất quan trọng nữa là anh em cần phải lưu ý, điều cuối cùng lưu ý là khi anh em mà tiếp xúc với cả các quan chức, các sếp to thì anh em cần phải tinh ý, để ý một chút xem là họ cần gì, họ thích gì và anh em đáp ứng nhu cầu của các sếp. Đấy. Anh em làm hài lòng các sếp thì lúc đó là cái, khi mà năm yếu tố đó xảy ra thì một điều chắc chắn là anh em sẽ dễ dàng thăng tiến cách cực kỳ nhanh chóng và nó xảy ra chính xác như 1+1=2, nó xảy ra chính xác như một cái đồng hồ. Đấy. Và anh bạn của tôi đã sử dụng những cái phương pháp đó và sự thật nó đã xảy ra chỉ trong vòng 7 năm thôi đã từ chủ tịch xã lên được tới cái chức vụ là chủ tịch tỉnh và anh ta cũng chia sẻ cái kinh nghiệm đó với cả nhiều một số anh em bạn bè thân tín và những người khác cũng áp dụng công thức này và tất cả mọi người đều đạt được cái thành tích rất là đáng nể. Có anh thì lên phó chủ tịch
tỉnh này, có anh thì lên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư này, rất là dễ dàng thôi, bởi vì cái công thức nó có rồi thì mọi thứ nó sẽ xảy ra đúng theo công thức như vậy. Tôi là San Virtu, anh em mà có nhu cầu muốn mua Virtu như này để thăng chức thì có thể liên hệ với tôi. Số điện thoại của tôi là 0965096886. Nếu anh em xem cái video này cảm thấy hay và hữu ích thì hãy đăng ký kênh và hãy like cái video này để cho những cái video tiếp theo của tôi sẽ hiển thị lên cái màn hình của anh em mà có thông báo đối với anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.